Chừng nào bên Đức bắt đầu bị chiến tranh vậy chú? Joseph hỏi. Hiện giờ đang đang bắt đầu đó. Âu Châu á, là một nha, mình đừng tưởng Âu Châu nhiều nước là khác nha, nó có chút bẻo à. Bây giờ điên điên á, Putin nó cho bấm nút một cái từ ở ngoài mấy chiếc tàu hải quân của nó bấm vô một cái lọt nước nào nữa là cả Âu Châu cũng không có bóng người rồi. Hiện giờ Âu Châu đang bị rồi đó, đang ở cạnh giặc nó tới trước cửa rồi, là đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm á. Là mà Đức á, mình đừng có nghĩ mình ở mình mà cái danh hiệu là tên Đức, nhưng mà thật sự một cái bom nó lọt vô Kiev thôi, bom nguyên tử mà nó đánh vô Kiev thôi cả Âu Châu cũng sẽ xong luôn, trốn ở dưới hầm thôi, chứ lú đầu lên nó bị chất phóng xạ làm sao, nó nhỏ xíu à. À, đỏ đen của Di Mạnh nên kỳ này bả đang đen mốt bả đỏ lại, có nghĩa là thua trước thắng sau á. Thôi mình đừng nói chuyện bả nó nghe, mình nói chuyện của mình đi, mệt quá. Mình cứ tập trung, quan trọng nhất là quý vị lấy họ thiên hướng về trời khấn, mỗi ngày khấn thì cái đó là cái đầu tư mà lên lời nhất. Nếu mà đầu tư vàng á, lúc trước á, nó khoảng nhiêu ba một lượng tính theo tiền Mỹ khoảng 1.000 đô, 900 đô, bữa nay á, vàng ở Mỹ gần 3.000 mấy đô một lượng thì lên gấp 3 lần đúng không, cũng không lời, cũng không có bằng đầu tư về trời nữa. Biết thờ cha kính mẹ thì kỳ chỉ khuyên vậy thôi, còn bao nhiêu chuyện mình nói nó không quan trọng, hai cái chuyện mà thờ cha kính mẹ là quan trọng nhất. Tại vì hai vị này sanh mình ra, vị này sanh ra cho mình là cái linh hồn, vị này sanh ra cho mình là cái chân linh và cái hồn của mình á, cái hồn như là ta bên đạo ở đài. Nghĩa là khi mình chết á, mình có một cái hình chân thần, mẹ là cho mình chân thần, cha là cho mình chân linh. Chân thần á là khi mình, chân linh là cho cái trí khôn, mẹ tạo ra mình chân thần. Chân thần là cái linh hồn á bay bất vưởng á, nó có hai cái nó mới cấu tạo thành con người, mình mới gọi là ba hồn chính vía đó. Thì cha cho mình cái trí thông minh khôn linh hồn, còn mẹ cho mình là chân thần, ở thần hồn của mình đó. Mình thiếu một thứ mình sẽ là người tưởng tỉnh, không được thiếu thứ nào hết, cho nên đầu tư hai vị này là ngon nhất, số 1. Còn mà lo mua vàng cũng không bằng nữa, ý kiến nói vậy thôi. Còn bây giờ mình nói nguyên thiên, mình nói đủ thứ thì hiểu được cái gì hiểu, nhưng mà chủ yếu mỗi lần nghe clip của Kiệt thì người nào chưa có họ thiên thì nên hướng về Đông Bắc lấy họ thiên, đâu mất gì đâu. Nhập mình đi nhập đạo mà không cần thầy, cho pháp danh tự mình cho tên mình luôn, giống như bữa nay bà Phương Hằng mới vô họp, bà sẽ lấy là thiên Phương Hằng rồi đúng không, bà cũng về thiên rồi. Tại vì khi mình khổ nạn mình mới nhớ cha nhớ mẹ, còn lúc mà mình ở ngoài mình sung sướng mình đâu có nhớ đâu, bệnh rồi mình mới nhớ đúng không. Thì bây giờ những người mà chưa bệnh á, mà còn đi đứng được mà nghe Kiệt nói á, thì cũng nên, chứ mình chờ tới bệnh là chưa chắc á, lúc đó trong người mình đau đớn mình bực bội mình đâu có thích làm đâu. Lý Mỹ Dung nói diễn tả tuyệt vời. Không phải diễn tả tuyệt vời, tại vì anh học ở lớp 4 mà dốt, nghĩ sao gán nói như vậy á, gặn ra từ chữ đó. Chuyện mà là miệng lưỡi mà lưu loát mà học giỏi nữa. Nhờ bữa giờ lên mạng 2 năm á, tiếng Việt nó mới rành hơn chút xíu. Chứ lúc trước thôi nhìn lại mấy clip cũ quê dễ sợ. Tới bữa nay cũng còn quê chứ không phải hôm nay mình giỏi nha.